Ngày 28 tháng 9, Hội Doanh nghiệp Nghệ Tĩnh tại TP.HCM tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 5 và kỷ niệm 15 năm thành lập. Đây là sự kiện quy mô lớn nhất từ khi thành lập hội đến nay nhằm tạo môi trường hợp tác, liên kết cùng phát triển, đẩy mạnh các hoạt động đầu tư và kêu gọi đầu tư về quê hương cũng như các hoạt động từ thiện xã hội khác. Đây là sự kiện quy mô lớn nhất từ khi thành lập hội đến nay nhằm tạo môi trường hợp tác, liên kết cùng phát triển, đẩy mạnh các hoạt động đầu tư và kêu gọi đầu tư về quê hương cũng như các hoạt động từ thiện xã hội khác. Với phương châm hoạt động, tăng cường liên kết, gia tăng sức mạnh thành công, Hội Doanh nghiệp Nghệ Tĩnh tại TP.HCM đã làm cầu nối để các doanh nghiệp trong và ngoài hội hợp tác, làm ăn và liên kết với nhau. Đồng thời, hội đã đại diện và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của hội viên trong các quan hệ kinh tế, xã hội với các tổ chức trong và ngoài nước. Qua 15 năm thành lập, hội có nhiều hoạt động ý nghĩa, đã vận động đóng góp hơn 30 tỷ đồng ủng hộ người nghèo, đồng bào bị thiên tai lũ lụt, tặng máy vi tính cho các trường học tại Nghệ An, Hà Tĩnh, xây nhà tình nghĩa, tình thương, trao học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo hiếu học. Trong quá trình hoạt động, Hội Doanh nghiệp Nghệ Tĩnh tại TP.HCM luôn nhận được những đánh giá tốt từ chính quyền các địa phương và cộng đồng doanh nghiệp về đóng góp của hội cho phát triển kinh tế. Nhiệm kỳ năm 2019-2024, hội kết nạp thêm 76 hội viên và bầu ban chấp hành mới gồm 32 ủy viên, một chủ tịch và 7 phó chủ tịch.